Ten Hag chốt suất đá chính cho Garnacho, loại Sancho, cầu thủ xuất sắc nhất trận của MU, Eriksen, trái tim tuyến giữa. Bước ngoặt của Ronaldo. Ten Hag chốt suất đá chính cho Garnacho, loại Sancho. Tài năng trẻ người Argentina đã gây ấn tượng mạnh cho Erik Ten Hag và thuyết phục ông trao cho cơ hội. Tài năng trẻ Alejandro Garnacho đã có một kỷ niệm đẹp trong lần đầu tiên được đôn lên đội 1 Manchester United. Ngôi sao trẻ người Argentina dù không đóng góp dấu dày vào bất kỳ pha lập công nào trong tổng số 3 pha lập công của Quỷ Đỏ, nhưng anh cũng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người hâm mộ với những pha xử lý đầy tự tin và cũng không kém phần hiệu quả. Chia sẻ trước truyền thông về quyết định trao cơ hội cho Garnacho, huấn luyện viên Erik Ten Hag nói: "Tôi nghĩ đó là một màn trình diễn tốt của Garnacho. Cậu ấy đã làm đúng như những gì tôi mong đợi. Đầu tiên, cậu ấy xứng đáng có cơ hội sau những tuần cuối cùng. Màn khởi đầu mang đến khó khăn cho cậu ấy trong mùa giải này. Tôi không hài lòng với cậu ấy, nhưng trong những tuần cuối cùng, Garnacho đã làm tôi cảm thấy thuyết phục hơn. Cậu ấy đã có một thái độ tốt hơn, kiên cường hơn, quyết tâm hơn. Và như những gì bạn thấy, cậu ấy là một tài năng. Xử lý bóng trong khu vực hẹp, di chuyển phía sau và đặc biệt là những pha rê bóng của cậu ấy. Garnacho có thể áp sát các cầu thủ đối phương và đó là khả năng tốt trong bóng đá đương đại, đặc biệt là trước những đối thủ phòng ngự chắc chắn như Sheriff. Tôi hài lòng với điều đó. Tôi hy vọng đối với cậu ấy đó sẽ là nguồn động lực lớn để cậu ấy chơi tốt hơn." Cầu thủ xuất sắc nhất trận của MU, Eriksen, trái tim tuyến giữa. Không ghi bàn nhưng ngôi sao của Man United vẫn biết cách tạo nên tác động lớn lên lối chơi. Manchester United tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi giành trọn 3 điểm trong chiến thắng 3-0 trước Sheriff Tiraspol thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League. Những cầu thủ ghi bàn cho Quỷ Đỏ trong trận này bao gồm Diogo Dalot, Marcus Rashford và Cristiano Ronaldo. Chiến thắng đồng nghĩa với việc Man United còn nguyên cơ hội đứng đầu bảng. Ở lượt cuối, họ đối đầu với đại diện đến từ Tây Ban Nha là Real Sociedad. Dù vậy, Man United phải thắng cách biệt 2 bàn mới có thể vượt qua đối thủ khi xét về hiệu số bàn thắng bại. Có nhiều cầu thủ được ca ngợi vì màn trình diễn tuyệt vời của đội chủ sân Old Trafford, bao gồm cả 3 người ghi bàn và tài năng trẻ Alejandro Garnacho. Tuy nhiên, người hùng thầm lặng của Man United trong chiến thắng là Christian Eriksen, tiền vệ người Đan Mạch để lại một màn trình diễn ấn tượng khác ở giữa sân. Anh hoàn toàn giúp Man United làm chủ thế trận và thực sự là nhạc trưởng trên sân. Eriksen có tới 130 lần chạm bóng trong trận này. Eriksen hoàn tất 104 đường chuyền với tỷ lệ thành công lên tới 91%. Eriksen cũng thực hiện 6 đường chuyền quan trọng trong thời gian có mặt trên sân. Cựu sao Tottenham có 5 đường chuyền dài chính xác và hoàn thành 3 quả tạt bóng, bao gồm cả tình huống kiến tạo cho Dalot ghi bàn mở tỷ số. Eriksen cũng tỏa sáng với nhiệm vụ phòng ngự khi giành chiến thắng 2/3 trong các cuộc đấu tay đôi. Màn trình diễn trước Sheriff củng cố thêm những gì nhiều người hâm mộ đã biết về Eriksen. Anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Man United mùa này. Khả năng kiểm soát bóng mà Eriksen mang lại chắc chắn không thể bị đánh giá thấp. Từng trận đấu, cầu thủ 30 tuổi đang chứng minh lý do tại sao huấn luyện viên Erik ten Hag quyết tâm chiêu mộ anh trong mùa hè vừa qua. Man United cũng thật may mắn khi sở hữu chữ ký Eriksen. Trong bối cảnh không thể chiêu mộ được Frankie de Jong, Eriksen chính là người giải quyết vấn đề ở tuyến giữa của Man United. Hiện tại, anh cùng Casemiro tạo thành cặp đôi ăn ý. Express nhận định, sự xuất hiện của Eriksen chẳng khác nào một vụ đánh cắp. Tuyển thủ Đan Mạch hiện chơi như một tiền vệ sáng tạo trị giá 50 triệu bảng hoặc hơn. Thật vậy, đây là Eriksen mà chúng ta từng chứng kiến trước khi anh chuyển đến Inter Milan vào tháng 1 năm 2020. Man United không chỉ tiết kiệm được khoản tiền lớn mà còn ký hợp đồng với một cầu thủ ngay lập tức cải thiện đội bóng. Eriksen không mất thời gian để thích nghi khi anh đã quá quen thuộc với môi trường Premier League. Bước ngoặt của Ronaldo. 8 ngày sau khi hứng chịu chỉ trích ở trận gặp Tottenham, Cristiano Ronaldo lấy lại hình ảnh khi góp công trong thắng lợi 3-0 của MU trước Sheriff rạng sáng 28 tháng 10 theo giờ Hà Nội. Ronaldo ghi bàn ở phút 81, ấn định tỷ số 3-0 cho MU trước Sheriff ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League rạng sáng 28 tháng 10. Đây là pha lập công thứ 3 ở mùa giải 2022-2023 của CR7. Trên khán đài sân Old Trafford, cổ động viên hô vang Viva Ronaldo như một sự khích lệ cho màn trở lại ấn tượng của tiền đạo 37 tuổi. Theo TalkSport, tiếng hò reo tên CR7 kéo dài cho đến khi trận đấu khép lại. Tất cả hào hứng dõi theo từng bước chạy của CR7. Trận đấu trước Sheriff có thể trở thành bước ngoặt của MU ở mùa giải 2022-2023. Hơn một tuần trước, Ronaldo phải hứng chịu mọi chỉ trích vì bỏ về khi trận đấu giữa MU và Tottenham chưa kết thúc. Dư luận Anh và giới chuyên gia phẫn nộ với hành vi vô kỷ luật của CR7. Ngay lập tức, huấn luyện viên Erik ten Hag, người luôn thừa nhận muốn có sự góp mặt của Ronaldo trong đội hình, tỏ ra cứng rắn trước hành động của CR7
Án phạt treo giò nội bộ một trận ở cuộc đối đầu với Chelsea là đòn dằn mặt của huấn luyện viên người Hà Lan với Ronaldo. Tiền đạo 37 tuổi phải hiểu rằng vị thế của mình tại sân Old Trafford không còn lớn mạnh như xưa, khi những đóng góp của CR7 ngày càng ít ỏi, dư luận cũng nhìn anh với ánh mắt khác. Tại sân Old Trafford, huấn luyện viên Erik ten Hag mới là ngôi sao chứ không phải Ronaldo. Động thái cứng rắn của ban huấn luyện MU khiến Ronaldo phải nhún nhường. CR7 có chuyển biến tâm lý tích cực trong vòng một tuần qua. Toàn đội đã chơi nỗ lực và đem về chiến thắng tuyệt vời. Chúng ta luôn sát cánh bên nhau. Cố lên United. Ronaldo viết trên trang cá nhân sau trận thắng 3-0 của MU trước Sheriff. Tiền đạo người Bồ Đào Nha kêu gọi tinh thần đoàn kết sau quãng thời gian chính anh là người tỏ thái độ vô kỷ luật vì không được thi đấu. Cá nhân Ronaldo muốn lấy lại lòng tin nơi chính những đồng đội của mình. Trước đó, CR7 cũng gửi một dòng thông điệp khác với ý chính, sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra trong bất kỳ trận nào. Động thái này cho thấy Ronaldo đã biết hạ cái tôi để hòa mình vào lợi ích của tập thể. Sự thay đổi lập tức phát huy hiệu quả khi Ronaldo được huấn luyện viên Ten Hag xếp vào danh sách thi đấu ở trận gặp Sheriff. Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi bàn và MU thắng trận là đoạn kết mỹ mãn. Ronaldo nhận được tình yêu từ cổ động viên MU ở sân Old Trafford. The Times bình luận, những tấm băng rôn cổ vũ CR7 vẫn xuất hiện trên khán đài. Điều này cho thấy giá trị của CR7 trong mắt người hâm mộ Quỷ Đỏ vẫn còn lớn. Đây có thể là nguồn động lực của CR7 hoàn tất phần còn lại của mùa giải 2022-2023 trong màu áo MU. Cậu ấy tạo cơ hội cho đồng đội và ngược lại. Tôi mừng vì Ronaldo ghi bàn vì tôi biết cậu ấy giỏi ở khả năng dứt điểm. Tôi tin rằng Ronaldo sẽ có thêm nhiều pha lập công nữa. Huấn luyện viên Ten Hag phát biểu sau trận thắng Sheriff. Lời khen của huấn luyện viên người Hà Lan đi kèm việc Ronaldo thay đổi thái độ trong hơn một tuần qua, có thể thay đổi cục diện tương lai của CR7. Những mâu thuẫn giữa đôi bên có vẻ đã được hàn gắn. Trong trường hợp ngay cả khi MU muốn thanh lý Ronaldo vào tháng 1 năm 2023, việc tìm bến đỗ mới cho CR7 cũng gặp nhiều khó khăn. Truyền thông châu Âu đưa ra một loạt điểm đến tiềm năng cho CR7. Tuy nhiên, trong hơn một tuần qua, không đội bóng nào cho thấy ý định nghiêm túc ở thương vụ này. Hôm 27 tháng 10, Cristiano Giuntoli, giám đốc thể thao Napoli nói thẳng, mua Ronaldo vào tháng 1 2023, chúng tôi sẽ không chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào trong thời điểm đó. Napoli không cần phải thay đổi đội hình. Sporting Lisbon, đội bóng cũ của CR7 cũng xác nhận không đủ tiền để đón Ronaldo về thi đấu. Huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim khẳng định trên tờ Goal, tại Sporting, tất cả đều mơ về kịch bản Ronaldo trở lại, nhưng chúng tôi không có tiền để trả lương cho CR7. Mức đãi ngộ 385.000 bảng mỗi tuần của CR7 là rào cản lớn khiến nhiều đội bóng e ngại. Ở châu Âu, không nhiều câu lạc bộ dám chi trả mức lương cao như MU cho một cầu thủ đã 37 tuổi và ngồi dự bị nhiều trận từ đầu mùa 2022-2023. Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes mất cả mùa hè 2022 để tìm kiếm bến đỗ mới nhưng bất thành. Điều này có thể lặp lại ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, thời điểm các câu lạc bộ hạn chế dồn tiền mua cầu thủ trừ khi rơi vào tình thế cấp bách. Giải nhà nghề Mỹ, MLS hay Trung Đông có thể là những bến đỗ tương lai giúp Ronaldo thỏa mãn điều kiện về mặt tài chính lẫn cái tôi lớn, nhưng không dễ để Ronaldo chấp nhận rời xa làng bóng đá châu Âu, nơi được xem là đỉnh cao của bóng đá thế giới.